đám cưới à. Nè ông nè đó không này là bằng giấy Vĩnh Long 46 km nữa. Mới khởi điểm làm bông thôi, mình phải chạy lên trên khúc trên nữa, chạy dài lên cái mơn rồi còn cái bắc rồi khúc trên mới có làm bông nhiều. Còn dưới này chỉ có mấy hộ dân người ta làm thôi.
cái khúc này trở lên là mới có làm hoa, làm bông, làm hoa. Chưa thấy gì hết, mấy chậu bông thì còn nhỏ nhỏ. Đây là ngã ba bên nha các bạn, đây là làm ngang, giờ mình sẽ quẹo đây, quẹo đây, đường này đi lên Chợ Lách. Đây là thị trấn Ngọt Cây Bắc.
sơn sửa lại.
nào đi không ta, kiếm đường mới mới đi chơi cho biết luôn. Tốt đường này, đây có vàng bụng không nè. Đây có vàng bông giấy nè. Đây là bông giấy này đẹp nè. Đây mở lộ nữa ta. Mở cái này cái gì vậy? Cái đường này là đi qua Phao Bằng Ca. Đường đó là đi qua Phao Bằng Ca là đi đi qua Vĩnh Long. Ồ, nè. Cái đấy mở lộ này đi đâu trời? Không biết luôn. Đây giờ thấy mở lộ cái này à. Lúc này có cái đường nào về đây? Đi đi hố con lộ rồi, chạy rút qua rồi. Trời ơi, mía nè. Ồ, đây còn bán mía rồi ha. Đường nào đi về nhà? Hết biết đường rồi. Hưng Khánh Trung A. Trên thờ. Giờ mình hết biết đường luôn rồi. Đường nào đi về nhà giờ hết biết rồi. Bông giấy. Bán bông giấy.
bây giờ là 11 giờ đúng luôn nha các bạn. Giờ kiếm đường mình đi về. Gió mắt, trời ơi, gió bật. Cái quán đó là quán gió bật. Giấy.